Chào các bạn. Hôm nay mình xin báo cho các bạn một tin không vui. Đó là về con Rugo Carrot. Nó đã đi bán muối rồi các bạn à. Lần trước mình làm video là nó đã bỏ vỏ 2 lần đúng không? Từ bữa đó đến hôm nay thì nó đã bỏ vỏ thêm 3 lần nữa. Rồi mình cũng đã phát hiện kịp và dụ nó vào vỏ thêm bao nhiêu đó lần. Đó là vào các ngày mình đã cho nó rất là nhiều vỏ để thay và nó cũng chịu thay, nhưng mà đến tối ngày 8 tháng 5 thì nó lại bỏ vỏ nữa. Và ở lần cuối cùng này thì mình đã không thể dụ nó vào vỏ được. Thế là tối hôm đó nó đi luôn. Như vậy là từ ngày đầu tiên nó bỏ vỏ là ngày 17 tháng 4, đến cái hôm nó đi là ngày 8 tháng 5 thì có tổng cộng là 21 ngày với 6 lần bỏ vỏ. Mình đã cố kéo dài sự sống của nó thêm, nhưng mà không có được. Chỉ kéo dài được có 21 ngày thôi. Nó bị stress nặng quá rồi. Nghĩ lại thấy buồn thiệt, tại vì nó ở với mình cũng lâu rồi, cũng tròn 3 năm rồi đó. Nó về nhà mình là hồi tháng 5 năm 2021. Nhưng mà thôi, không có buồn được. Phải nghĩ là nó đã hết kiếp làm ốc rồi. Chắc là nó chuẩn bị đầu thai làm người rồi. Làm ốc khổ quá mà, suốt đời cứ phải lột xác rồi đi tìm vỏ mới. Giờ hết kiếp ốc rồi, chắc là nó sướng hơn rồi. Phải nghĩ vậy cho lạc quan chứ không thôi là chịu không nổi các bà. Từ hồi cái lần mà nó lột xác liên tục 2 lần trong vòng 1 tháng là mình đã thấy không ổn rồi. Cuối cùng mà nó không ổn thật. Nó lột như vậy riết người nó muốn biến thành màu trong suốt luôn á. Mà tối hơn 7 tháng 5 là nó vẫn còn ăn luôn nha các bạn. Có điều là đang ăn mà nó tự dưng nó bỏ vỏ. Đang ăn mà bỏ vỏ được mới lạ chứ. Bây giờ con ốc sống lâu nhất trong nhà mình là con Vèo Tím. Nó đã ở nhà mình được 2 năm 7 tháng rồi đó. Mình làm cái video này thì nó cũng chẳng có vui vẻ gì. Nhưng mà vì cái con Rugo cà rốt á, là nó nằm trong bầy chính. Cho nên là dù nó có chuyện gì á, thì mình cũng phải báo cho các bạn biết.